Tiếp theo cái video số 5 nói về cái tiền super và anh chị có thể lấy ra sớm hơn. nhưng anh chị đã biết, tùy vào cái tháng và cái năm của mình sinh thì cái tiền super mà mình có thể lấy ra khi về hưu thì nó dao động là từ 65 tuổi cho tới 67 tuổi. Và anh chị có thể thấy là cái bảng ở trên màn hình đó và mình xem thử là mình nằm trong cái độ tuổi nào. Nhưng nó có thêm một cái loại mà cái tuổi nữa nó khác với thêm cái bảng đó. Cái bảng này á thì nó từ 55 tuổi cho đến 60 tuổi nó gọi là preservation age. Cái tuổi này á nó chưa phải là cái tuổi về hưu nhưng mà nó giống như là một cái tuổi mà được bảo vệ rồi. Và khi anh chị đã nằm trong cái tuổi đó thì mình có thể lấy cái tiền super ra mà được miễn phí thuế. Thì trong cái phần á mà lấy cái tiền super ra sớm hơn thì nó gọi rằng là severe financial hardship là khó khăn tài chính mà nghiêm trọng thì nó sẽ chia ra trong hai trường hợp. Trường hợp số 1 là anh chị chưa đến cái tuổi mà bảo lưu hay là reservation và cộng thêm 39 tuần thì anh chị phải thỏa mãn là hai điều kiện sau. Điều kiện thứ nhất á, là anh chị có những cái tiền từ chính phủ hỗ trợ đó là Centerlin trong vòng 26 tuần. Và điều kiện số 2 là anh chị không có khả năng mà chi trả chi phí sinh hoạt ngay lập tức thì đó là cái điều kiện mà gọi rằng là uh, severe financial hardship và cái điều kiện số hai là sau khi mà anh chị đã đến cái tuổi bảo tồn đó rồi á mà cộng thêm 39 tuần nữa thì anh chị phải thỏa mãn hai điều kiện sau đó là đã những cái tiền của chính phủ trong vòng 39 tuần sau khi mà đến cái tuổi bảo vệ. Và trong cái lúc nộp đơn đó thì anh chị không có đi làm. Và nếu như mà anh chị đã đáp ứng đủ hai cái điều kiện đó thì anh chị có thể lấy cái tiền super ra thoải mái luôn. Là lấy hết cái tiền super ra vẫn được. Còn cái điều kiện số 1 lúc nãy á, thì chị có lấy ra được á, tối thiểu là 1 ngàn và tối đa là 10 000 đô. Và nếu như anh chị muốn lấy lưng sau thì phải cắt lưng trước là 12 tháng. Trong trường hợp nếu như anh chị chỉ có là khó khăn về vấn đề tài chính bình thường không thôi nhá, thì anh chị có thể liên lạc trực tiếp với thêm thì công ty Superman để xem thử là có những cái giấy tờ gì cần được chứng minh và anh chị có thể apply. Còn cái nguyện vừa mới nói đó là nghiêm trọng thì có chữ là severe đó là tất cả những cái thông tin trong cái video này bạn chỉ có thể đón xem cái video tiếp theo về cái super cảm ơn chị đã xem video trên an channel do anh nghĩa thực hiện